Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Sành Đồ Xì. Quý vị và các bạn thân mến, dành cho những quý vị nào lần đầu tiên ghé đến kênh Sành Đồ Xì thì Sành Đồ Xì là một shop đồ xì hàng hiệu chuyên các bó hàng cùng tuyển cho Nam. Sành Đồ Xì cam kết rằng tất cả sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng và bản thân là một người bán hàng, Sành Đồ Xì sẽ trung thực với những sản phẩm mình có. Nói chung là hàng hóa có sạ sẽ gửi đến cho quý vị là y như vậy. Ngày hôm nay thì Sành Đồ Xì sẽ gửi cho quý vị rất nhiều những cái mẫu mã polo trong cái album sale của chúng ta. Chúng ta sẽ sale được giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Và trong mức giá 180k này đã bao gồm phí ship thanh toán trước bệnh viện Sành Đồ Xì rồi. Hay nói một cách khác, Sành Đồ Xì bao ship cho tất cả những quý vị nào chúng ta đặt hàng tại Sành Đồ Xì từ Bắc Trung cho đến Nam và không có phân biệt bất cứ một quý vị nào ghé đến shop Sành Đồ Xì, từ già trở trẻ lớn bé, tôn giáo này hay là tôn giáo nọ, không có phân biệt bất cứ thứ gì nhá. Ở trong thường quý vị chúng ta không nhận hàng lý do bất khả kháng nào đó thì chúng ta vui lòng thanh toán lại khoản ship này để hàng hoàn về giúp Sành Đồ Xì, đồng thời là giúp cho công việc các anh chị shipper đang làm việc ở ngoài đường đang rất là nắng nóng thì được thuận lợi hơn. Một lần nữa Sành Đồ Xì cảm ơn quý vị đã đến với phiên live của Sành Đồ Xì ngày hôm nay ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu mà mọi người để ý thì bên cạnh Sành Đồ Xì đây sẽ có bảng thông tin, và trong cái bảng thông tin này sẽ có những thông tin cần thiết để quý vị có thể lựa được một chiếc áo polo phù hợp với bản thân mình. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một chiếc áo đến từ thương hiệu là Giordano. Giordano đây là một thương hiệu mà họ chuyên làm những món hàng dành cho đàn ông con trai nói riêng. Đấy là một trong những cái nhãn rất là mạnh của Giordano, bao gồm quần kaki và áo polo. Chúng ta sẽ đến với chiếc này, đây là mã E là 310, con này size L, chiều dài chiếc này 75, ngang chiếc này 50, mà chiếc này là 46. Con này thì quý vị nào mà chúng ta thích mặc form tương đối ôm, tức là hơi dính vào người, thì chúng ta có thể là trong khoảng là 68-72kg. Còn những quý vị nào chúng ta thích mặc con này theo kiểu là vừa vặn thì chúng ta từ 65-69kg nhé, 65-69kg. Đấy là tùy quý vị chúng ta thích mặc như thế nào. Còn con này chiều dài 75, ngang 50, mà chiếc này 46. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái sản phẩm khác, đó là có một con của Santa Para Polo Rockwell Club này. Nó sẽ như này, và cái chất này là cái chất poly quý vị nhá, cái chất này là chất poly nhá, chất này là cái chất tổng hợp chứ không phải là cái chất này cái chất cốt tầng nữa, chất tổng hợp thì nó sẽ ít nhăn ít nhão. Đồng thời là mọi người để ý rằng là nếu chúng ta để ý kỹ hơn trên này thì chiếc áo này khá là thoáng, tại vì những cái đường may của họ là có những cái lỗ thoáng khí nó tương đối là lớn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã E là 311, con này là size XL, chiều dài chiếc này là 73, ngang 56 và ba chiếc này là 49. Quý vị là chúng ta từ 70-75kg sẽ mặc vừa chiếc này nhé, 70-75kg. Chuyển đến mã tiếp theo, chúng ta cùng nhau đến một con của dòng Mario Valentino. Cũng là một nhánh khác của Valentino, thì đây là một con của Mario Valentino quý vị nhé, con này của túi áo bên trái này. Con này Sành Đồ Xì sẽ cho quý vị thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là chiếc áo này mã E là 312 size L, chiều dài chiếc này 72, ngang 49 và chiếc này là 47. Quý vị là trong khoảng 65-70kg chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này nhé. Trên cái cụm áo này thì cũng có dòng chữ đó là Mario Valentino ở trên này. Đây là hiện trạng mặt đằng sau của chiếc áo, thì quý vị là 65-70kg sẽ mặc vừa chiếc này. Mã tiếp theo Sành Đồ Xì có một con của Uniqlo này, có một con của Uniqlo. Chúng ta sẽ đến gần hơn con này để chúng ta xem kỹ cái chất liệu vải của con này nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã E là 313, con này là size L, chiều dài chiếc này nó là 73, ngang 56, ngang 54 và chiếc này nó là 46. Con này thì sẽ phù hợp cho quý vị nào chúng ta khoảng 70kg. Khoảng 70kg thì quý vị sẽ mặc vừa cái mẫu này nhé, 70kg. Để gần hơn thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn từng cái chi tiết trên con áo này, 70kg. Tiếp theo có một con của Artwork này. Có một con của Artwork này. Artwork thì cũng không thường xuyên gặp trong những kiện hàng thùng đâu quý vị nhé. Con này thì nó có một cái logo tương đối là lạ. Tương đối là lạ đấy quý vị ạ. Nó gần giống kiểu rằng là con của Artex nhưng mà không phải. Bên tay trái này thì chắc chắn rồi, có một cái logo cờ Mỹ. Artwork này thì đều một thương hiệu của Mỹ nên là thường hay gắn những cờ Mỹ trên các sản phẩm của mình. Con này thì Sành Đồ Xì thấy còn khá là mới nhé, còn khá là mới. Hiện trạng ở trên cúc áo thì có những cái chi tiết nó như này thưa quý vị. Ở mặt đằng trong thì Sành Đồ Xì thấy rằng là họ cũng cho chúng ta thêm một chiếc cúc nữa.
trong phía trong thì cho chúng ta thêm một chiếc cúc nữa, nhưng mà chiếc cúc này nó khá là bị bể rồi nên là không quan tâm đến cái điểm này lắm. Ở đây là mã E là 316, chắc có phải sai lầm. Chiều dài của chiếc này nó 71, ngang là 57 và chiếc này là 46. Chiếc này sẽ phù hợp cho những quý vị là chúng ta từ 70 cho đến 75 kg sẽ mặc vừa chiếc này nhé. 70 cho 75 kg chúng ta sẽ mặc ok với chiếc này. Tiếp theo chúng ta có một cái mẫu tương đối là thông dụng của Uniqlo. Có một cái mẫu tương đối là thông dụng của Uniqlo thì chúng ta sẽ có chiếc này. Trên cái cúc áo này thì cũng có dòng chữ là Uniqlo chạy ở trên này quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với mã E317, con này size M, chiều dài chiếc này 66, ngang 47 và chiếc này là 41. Quý vị là chúng ta khoảng 65 kg thì sẽ mặc vừa chiếc này nhá. Riêng cái phần tay con này thì Thành Si thấy rằng là nếu mà chúng ta mặc lên người ấy, nó sẽ tương đối ôm cái phần cánh tay của chúng ta lên như vậy. Con này là một trong con mà tương đối ôm body, đặc biệt cái đoạn vai trên thì quý vị là chúng ta khoảng 65 kg sẽ mặc vừa cái mẫu này nhá, không có túi áo ở đây, một con áo trơn. Và dưới họ làm theo cho chúng ta chi tiết xẻ tà nhỏ như thế này. Tiếp theo Thành Si có một cái mẫu rất là đẹp của Crocodile cho quý vị lựa. Con này thì chắc là chỉ có hàng thùng mới hay gặp những cái sản phẩm kiểu nó đẹp như thế này thôi, hoặc là nó lạ như thế này. Con này thì Thành Si sẽ đưa quý vị đến với mã E318, con này là size LO. Chiều dài của chiếc này nó là 7m2, ngang chiếc này nó là 55 và chiếc này là 48. Con này size LO hay còn gọi là size XL. Quý vị nào khoảng 75 kg chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này nhé. Đây là chiều dài 72, ngang 55 và vai chiếc này là 48. Khoảng 75 kg thì quý vị sẽ mặc đẹp cái mẫu này, một cái mẫu cực kỳ đẹp của Crocodile luôn. Cái dòng cá sấu thì Crocodile cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho quý vị trong trường hợp là chúng ta không xài hàng của Lacoste. Tiếp theo có một cái sản phẩm của Polo Club đây, Pep Review Polo Club hay là PC, viết tắt của chữ BHPC như clip trước nhắn cho quý vị đây. Đây nó sẽ có một cái logo như thế này, logo thêu ở trên cái cúc áo thì Thành Si thấy rằng là họ cũng làm những chi tiết khá là đẹp ở trên cúc áo. Đây là mặt đằng trước, đây là mặt đằng trước quý vị nhé, còn đây là mặt đằng sau. Đây là mặt đằng sau của chiếc áo này. Chúng ta sẽ đến với chiếc này, đây là mã E320. Chiếc này size M quý vị nhé, chiều dài là 71 này, ngang là 48 và vai chiếc này 42. Khoảng 65 kg quý vị sẽ mặc vừa chiếc này nhé. Nhớ rằng là 65 kg sẽ mặc ok chiếc này cho Thành Si. Tiếp theo có một con của cá sấu nữa, có một con của cá sấu, con này thì là hàng của Lacoste. Trên cái tag thì Thành Si cũng thấy cái tag bay bay rồi, bay bay một đoạn đều rồi. Thành Si vẫn giữ nguyên hiện trạng này, giữ nguyên hiện trạng này khi mà gửi quý vị. Con này Thành Si thoạt đầu tiên cầm vào thì sẽ thấy rằng là chất liệu này là cái chất liệu cốt tông và mình sẽ mặc hơi mát, và đặc biệt những chi tiết ở trên con áo này thấy những cái đường chỉ trên này họ làm cũng rất là ok. Nhìn cái chất này quý vị biết là chất này mặc sẽ thông thoáng và mát mẻ rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc này, đây là mã E321, con này là size con này là size M á quý vị nhá. Chiều dài chiếc này nó 65, ngang là 45 và vai chiếc này là 43. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là 60 cho đến 65 kg chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này nhé. 60 cho 65 kg, trường hợp quý vị chúng ta thích mặc kiểu là rộng thì quý vị sẽ trong khoảng là 55 cho 60. Còn nếu mà quý vị chúng ta thích mặc một con áo mà form nó tương đối ôm thì chúng ta có thể từ 60 cho 65 kg. Con này hàng của Lacoste, tag thì bay bay nhưng mà Thành Si nghĩ là khoảng 180k mà chúng ta múc được những con hàng của Lacoste này thế này thì giá quá bèo, mà chưa kể là Thành Si đã free ship cho quý vị rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con của Puma. Con này thì siêu cháy của Puma luôn rồi, một con hàng siêu cháy của Puma. Tag này của Puma thì đây là một trong cái tag mà Thành Si cảm thấy uy tín, cực kỳ uy tín đến từ Puma luôn. Đây một cái logo ở bên ngực phải này. Con này thì chất thể thao quý vị nhé, con này là một con chất thể thao. Và Thành Si sẽ cho quý vị thông tin con này sau. Đầu tiên đây là mã E320, con này size của con này đó size L quý vị nhé. Chiều dài chiếc này nó là 72 để ngang 54 và chiếc này 49. Quý vị là chúng ta trong khoảng là 70 kg thì chúng ta có thể mặc ok con này nhé. 70 kg chúng ta sẽ mặc con này rất là đẹp, mà thậm chí là 70 cho 75 kg nếu trường quý vị thích mặc con này tương đối ôm, nhưng mà khuyến khích trong khoảng 70 cho đến 75 kg. Quý vị nào chúng ta vừa con Puma này thì có thể mua con Puma này về nhé, một con Puma rất đẹp luôn. Tiếp theo Thành Si có một chiếc khác của Uniqlo. Con này thì đây là cái chất cốt tông chuẩn của Uniqlo theo kiểu rằng là hai cốt tông, tức là cái chất cốt tông Mỹ quý vị.
Với những cái dòng chất cotton thì chúng ta sẽ rất là dễ nhận diện nó là những con dễ nhăn dễ nhỏ, tại vì nó là vải sợi tự nhiên nên là dễ nhăn dễ nhỏ. Thông thường chất cotton Mỹ thì hay liên quan đến bông Mỹ là nhiều, kiểu như là nếu ở bên phía những cái chất cotton ở phía bên châu Á thì sẽ hay liên quan đến những chất liệu mà chắc là mọi người cũng đã biết hết rồi. Nhưng mà riêng với cái chất cotton Mỹ hay còn gọi là hai cotton thì sẽ liên quan nhiều đến cái chất cotton Mỹ từ bông Mỹ. Chiếc này cũng như Quy Lô nha, chúng ta có mã E323, con này là một con size mỏng, chiều dài chiếc này 63, ngang là 49 và vai chiếc này đó là 414. Con này thì quý vị nào chúng ta trong khoảng 65kg sẽ mặc vừa nhé. 65kg thì múc con này cho sạch đồ gì, một con nào quá đẹp luôn, đẹp từ màu cho đến chất liệu luôn ạ. Với mã tiếp theo thì đồ gì cùng nhau quý vị khám phá, chúng ta có một con của mã E324, con này là size M, chiều dài chiếc này nó là 70, ngang 49, ngang là 44. Vai con này liền nên sạch đồ gì không cung cấp số đo cho quý vị nhé. Con này là hàng của Crocodile này quý vị này, con này một con hàng của Crocodile. Những quý vị là chúng ta trong khoảng là 60 cho đến 65kg có thể mặc vừa cái mẫu này nhé, một cái mẫu rất là đẹp luôn. Mấy con hàng này thì chất của nó là chất tự nhiên, vải tương đối mềm mại và có một đoạn co giãn nhất là rất nhất định trên con áo nhé. Và cái việc của chúng ta giặt máy thì sẽ không bị giãn. Tiếp theo có một con của Tour Stack, thì có một con Tour Stack quý vị là chúng ta chơi mấy cái dòng kiểu đi bộ hoặc chạy bộ hoặc xe đạp thì có thể lựa mấy cái mẫu này cũng rất là đẹp. Tour Stack, để logo của Tour Stack này. Đây là mã E325, con này size XL, chiều dài chiếc này là 72, ngang 55, khoảng 75kg quý vị có thể mặc vừa con này nhé. Ở bên tay trái này thì có cái chữ là Tour Stack, cổ họ làm theo kiểu dạng là cổ trụ như thế này, nó sẽ tương đối ôm một đoạn ở đây. Trong trường quý vị chúng ta không thích thì có thể tháo nó xuống, có thể cởi con này xuống, nó sẽ kiểu như thế này. Một con ok, Tour Stack con này chất thể thao. Tiếp theo có mấy cái dòng kiểu như là nó khá là đắt tiền, chẳng hạn như cái dòng này. Cái dòng này là cái dòng MCM này quý vị này. Chắc là quý vị nào chúng ta chơi hàng hiệu thường xuyên sẽ biết cái dòng này. Nhìn con tác này thì chụp quá là ngon nghẻ luôn rồi đúng không ạ? Cái màu cũng rất là dễ chịu nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là cúc con này thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Cúc con này quá đẹp luôn quý vị. Chiếc này chúng ta sẽ có mã E là 326, con này là size M Âu nhé. Chiều dài chiếc này nó là 68 này, ngang 54 và vai chiếc này đó là 51. Quý vị nào chúng ta khoảng 70kg thì có thể mặc được con này, tức là khoảng 70kg quý vị cứ lựa con này cho sành đồ xịn. Nếu như kiểu dạng có một sự lựa chọn duy nhất thôi thì chúng ta lựa con MCM này cho mình nhé. Tiếp theo cũng là một trong những cái con mà sành đồ xịn rất là muốn quý vị chúng ta có thể chốt được, đó là một con West Cook. Cái chất này thì mọi người thấy con này mát mẻ rồi đúng không ạ? Hôm trước thì cũng đã bán một hay hai con nó chất liệu tương tự kiểu như này của West Cook cho quý vị, thì hôm nay còn một con kiểu như này nữa, rất là lệ luôn. Con này quá là mát mẻ luôn. Đây là mã E327, con này size M nhé. Chiều dài chiếc này nó 66, ngang 51 và vai chiếc này đó là 45. Khoảng 65kg thì quý vị sẽ mặc đẹp chiếc này. Khoảng 65kg thì quý vị ưu tiên lựa con này cho sành đồ xì nhé. Tiếp theo sành đồ xì có một con khác nữa đây, con này của MacGregor. Có một con khác của thương hiệu MacGregor cho quý vị lựa đây. Con này thì ở đây thì sẽ không có cúc quý vị nhé. Bình thường là những con áo như thế này thì họ thiết kế sẵn là không có cúc, tức là họ cổ nó cũng sẽ kiểu như vậy thôi. Ở bên trái này thì có dòng chữ đó là MacGregor chạy bên này với logo cờ Mỹ. Đây là thương hiệu của Mỹ quý vị nhé. Bên tay trái này thì cũng có chữ USA. Đây là hình như là đây là cờ của Iceland hay là với cái cờ Mỹ thì phải, USA, MacGregor. Chúng ta sẽ đến với chiếc này, đây là mã E328, con này là một chiếc áo size M quý vị nhé. Chiều dài chiếc này nó là 65, tà trước và tà sau nó là 67, ngang của chiếc này nó là 44 và vai chiếc này nó là 43. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là 60 cho 65kg sẽ mặc đẹp chiếc này nhé. 60 cho 65kg có thể lựa cái mẫu này để chúng ta mặc. K-Swiss cũng là một thương hiệu rất là có tiếng tại Nhật Bản. Chúng ta cùng nhau thấy một con áo chất thể thao của K-Swiss cực kỳ mới luôn. Một con áo thể thao của K-Swiss cực kỳ mới. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã E là 330. Con này của chúng ta đó là size size con này là size M châu Á quý vị nhé. Chiều dài chiếc này là 67, ngang là 44 và vai chiếc này là vai liền sạch đồ xì không cung cấp cho quý vị số đo nữa. Với chiếc này thì quý vị là chúng ta trong khoảng là 60kg, quanh 60kg hoặc là thích mặc ôm thì 60 cho 65, thích mặc thông thoáng thì từ 55 cho 60kg, nói chung là quanh 60kg quý vị có thể mặc vừa cái mã này. Đây là mã E330 nhé. Tiếp theo chúng ta có một con của Musco hay là Abercrombie Fitch này.
hay là cái dòng hiêu ấy quý vị. Đây con này có dòng hiêu đây, con này thì bên trái này có một cái logo con hổ A và F này, thì đây là viết tắt của chữ là Abercrombie & Fitch này, tức là A và F đây. Với con này thì Sành Kiều Chi cung cấp cho quý vị số đo như sau, nhưng mà trước hết thì chúng ta cùng nói qua cái chất liệu vải con này. Riêng cái dòng Musco này hay là cái dòng Abercrombie này thì nó sẽ, cái chất của nó sẽ dày dặn quý vị nhé, cái chất này sẽ dày dặn. Vẫn là cốt tông thôi nhưng mà con này sẽ rất là dày dặn nhé. Chúng ta sẽ đến với chiếc này, nó mã E là 331, con này size M. Chiều dài chiếc này nó là 68 ngang 49 và vai chiếc này 39, khoảng 65 kg. Quý vị sẽ mặc đẹp chiếc này, cúc áo các thứ của chiếc này thật sự là rất là hầm hố luôn. Mấy cái dòng Musco thì mọi người cứ tin tưởng Thành Oxy là mấy dòng này là dòng ngon, bổ, rẻ, nhưng mà nếu mua hàng mới thì không hề rẻ chút nào. Tiếp theo chúng ta đến với một con của Cambridge University, hay còn gọi là University of Cambridge. Con này là size 105 nhá. Con này thì Thành Oxy thấy rằng là con này sẽ có nhiều những cái chi tiết ở trên này họ làm bằng cao su, chẳng hạn như là cái tag Cambridge đây, University Cambridge đây, hoặc là chữ viết tắt của UNIV Cambridge đây, thì họ cũng làm là cái tag cao su quý vị nhé. Với chiếc này Sành Oxy sẽ cho quý vị thông tin như sau, nhưng mà trước hết chúng ta cùng nhau xem cái mặt đằng trước, một cái khóa rất là đẹp Cambridge, chữ Cambridge ở đây, và một cái cổ trụ như thế này. Với chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc áo size MO hay còn gọi là size L đấy, cho là size L cho nó đẹp. Ở đây là mã E332, con này chiều dài là 67, ngang là 55 và vai chiếc này 48, 70 kg, mặc vừa mẫu này, 70 kg sẽ mặc vừa mẫu này nhé. Tầm của quý vị là có trung tuổi có thể lựa những mẫu này, màu cũng rất là đẹp. Tiếp theo có một cái mẫu có thể là sẽ trẻ trung hơn một chút, đó là một con áo của Uniqlo. Mấy cái mẫu như thế này thì nó tương đối, Thành Đồ Gì thấy sẽ thấy rằng là tương đối đưa quý vị lại về với cái phong cách là tương đối là trẻ trung. Con này thì ở trên cái cúc áo này cũng có dòng chữ là Uniqlo chạy trên này quý vị nhá. Đây là mã E333, tức là mã E333. Con này là size L, chiều dài chiếc này là 76, ngang 52 và chiếc này là 46 nhá. Quý vị là trong khoảng là 66 cho đến 72 kg sẽ mặc vừa chiếc này. Nói chung là đây là một con áo mà size M, size L nhưng mà L áo thì quý vị là trong khoảng 66 cho đến 72 kg chúng ta sẽ mặc vừa cái mẫu này nhá. Một cái mẫu rất là đẹp. Tiếp theo Sành Đồ Xi xem là có con này là con gì nào. Wow, một con của Golden Bee by Jacknick Cloud này quý vị. Một con của Golden Bee. Trời ơi, nhìn con này tôi đã thấy thích rồi, đặc biệt là cái chất liệu con này nhìn còn rất là đẹp nữa. Với chiếc này Thành Đồ Xi sẽ cho quý vị thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã E334. Con này là size con này là size M quý vị nhé. Chiều dài chiếc này 67, ngang 49 và chiếc này nó 46. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là chúng ta trong khoảng là 65 kg thì sẽ mặc ok con này nhé. 65 kg thì mua con này ngay cho Sành Đồ Xi, con này quá đẹp luôn. 65 kg thì quý vị lựa con này cho Sành Đồ Xi nhá. Chất rất đẹp luôn ạ, chất rất đẹp. Tiếp theo Sành Đồ Xi xem là có những cái mẫu gì nữa. Có một con MB này, hay còn gọi là con của Uniqlo Fix cùng với bọn MB hay còn gọi là Michael Bisson. Thì quý vị nào có thích cái kiểu như này có thể lựa. Mấy cái này thì đạo dòng đặc trưng của cái này hôm trước cũng nói rồi, đó là họ rất thích làm cái cúc bấm kiểu như này. Gần như là họ khai thác con áo này trên những cái cúc bấm này, tay áo các thứ họ làm cũng chi tiết rất là đẹp luôn quý vị ạ. Với con này thì Sành Đồ Xi sẽ cho quý vị thông tin như sau. Đây là mã E là 335, nhưng con này size L, chiều dài chiếc này là 72, ngang 50 và chiếc này đó là 44. Con này thì quý vị nào chúng ta trong khoảng 65 kg thì sẽ mặc đẹp con này nhé. 65 kg quý vị có thể mặc ok con này. Một con mà Sành Đồ Xi thì thiết kế của nó cũng tương đối là đặc trưng và theo kiểu dạng độc lạ. Nếu mà mấy con chất thường thì mấy con thu bình thường thì họ sẽ không hay thiết kế như này. Riêng cái nhánh là MB thì họ hay thiết kế như này nhé. Tiếp theo Sành Đồ Xi có một vài con khác còn rất là ngon quý vị, thì chẳng hạn như con này của Uniqlo nguyên tắc các thứ trên này luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã E336, con này size L nhưng chiều dài là 71, ngang 55 và vai chiếc này 51, khoảng 70 kg quý vị sẽ mặc vừa cái mẫu này nhé. Một cái mẫu trơn còn rất là đẹp luôn, 70 kg quý vị sẽ mặc vừa. Mẫu này đây là cái con này là chất tự nhiên, con này là chất cốt tông nhé, nhưng mà sẽ khác với cái chất cốt tông gan, con này là mềm mại hơn rất là nhiều.
Tiếp theo chúng ta có một con của Chap, có một con của Chap này các quý vị này, hay còn gọi là Chap Viral Brand. Đây, nó sẽ logo nó sẽ kiểu như thế này. Sạch đầu si thấy rằng là ở đoạn này thì nó nhìn nó kiểu hơi bạc một tí rồi, nhưng mà không sao. Mấy con Chap thì nói chung là càng bạc càng đẹp mà quý vị, đặc trưng cái dòng này nó hay như vậy. Chúng ta sẽ có mã E337, con này là size L nhá, chiều dài chiếc này 70, ngang chiếc này 53 và chiếc này nó 50. Quý vị là chúng ta trong khoảng là 70kg thì chúng ta sẽ mặc vừa cái mẫu này nhá. 70kg thì mọi người mua cái mẫu này cho size đầu si. Quá đẹp luôn, nhìn cực kỳ fashion, nhìn cực kỳ thời trang. Tiếp theo, Uniqlo chúng ta còn có một cái mẫu rất là đẹp này. Màu này cũng đẹp và cách thiết kế cũng đẹp cơ. Với mẫu này, Sạch Đầu Si sẽ cho quý vị thông tin như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chiếc áo này của Uniqlo với mã E338. Con này là size L quý vị nhá, chiều dài chiếc này nó size L hay còn gọi size MO đi, LA thì MO cũng được. Thì đây là chiều dài chiếc này là 74, ngang 51 và chiếc này 48. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là 65-70kg sẽ mặc vừa cái mẫu này nhá. 65-70kg quý vị sẽ mặc vừa cái mẫu này, trên cái cúc áo này có dòng chữ là Uniqlo chạy ở hai bên quý vị nhá. 65-70kg quý vị sẽ mặc vừa chiếc này. Người ta thường bảo là món gì ngon thì mình để ăn sau đúng không ạ? Thì cái món cuối cùng của chúng ta thì có một con rất là đẹp của Crocodile. Rất là đẹp Crocodile đây, con này thì quá đẹp luôn. Nhìn từ cái chất liệu cũng như là nhìn từ những cái logo của Crocodile thì chắc chắn đều là con này cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta sẽ có con này, đây là mã E339, con này size L, chiều dài chiếc này 74 này, ngang chiếc này là 52 và chiếc này 46. Con này cũng bị mặc đẹp nhất trong khoảng là 67 cho đến 72kg nhé. Đẹp nhất trong khoảng 67 cho 72kg và đây là một con áo cực kỳ xứng đáng để quý vị mua. Có nhiều những cái chi tiết mà ở bên ngoài nó mới thật sự đẹp luôn trong clip rất là nhiều. Rất là mong muốn quý vị chúng ta sẽ lựa cái mẫu này để mã E337 nhé. Con này thì khoảng 67-72kg quý vị sẽ mặc được. Quá đẹp của một con hàng của Crocodile. Và đây cũng là chiếc áo cuối cùng trong cái bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa Sạch Đầu Si xin được cảm ơn những quý vị nào chúng ta đã bỏ thời gian ra để xem hết clip này và chúng ta đã theo dõi kênh Sạch Đầu Si suốt thời gian qua. Chúc mọi người sẽ nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều tài lộc và đặc biệt là chúng ta hãy dành những phút giây bình yên bên người thân và gia đình. Sạch Đầu Si chốt đơn qua duy nhất Zalo 0337707398 với mức giá là 180k đã bao gồm phí ship. Một lần nữa thì Sạch Đầu Si xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo.